anh chị về cái cây cúc họ Hương. Thì hiện tại thì con có cái lô cúc họ Hương, thì cái cây to đẹp, thì khi đem về thì quý cô chú anh chị thì có thể lấy bo để mình ghép. Cái cây này thì nó rất là nhiều bo, thì mình lấy là 50 bo trở lên luôn á quý cô chú anh chị. Mình vừa lấy bo xong thì mình còn cái gốc đẹp để mình chơi Tết luôn nha. Thì sau đây thì con xin đo chiều cao kích thước của cây để cho quý cô chú anh chị mình dễ dàng theo dõi nha. Thì hiện tại cái cây này là 800.000 đồng một cây, thì con sẽ bao phí vận chuyển, còn khi quý cô chú anh chị lấy nhiều hơn đó thì là con sẽ tính giá khác nha. Mẹ quay gần cho quý cô chú anh chị xem nè. Thấy cái hoành cây không? Thì ở đây là cái hoành cây là con đo được là 10 chỗ cái eo á, chỗ cái eo là 10, chỗ cái eo là 14. Còn cái chỗ mà bự nhất, cái chỗ bự nhất là 22. Còn cái chiều cao của cây tính từ miệng chậu á là 54. Thì một cái cây của mình á thì được ghép 4 vách bo quý cô chú anh chị. 1 2 thì một cây như vậy là thường là ghép từ 2 cho đến 4 vách bo tùy cây. Thì mỗi cái cây thì nó có hình dạng thú như thế này. Cây của mình nó rất là đẹp, rất là khỏe luôn. À, quý cô chú anh chị biết rồi, hoa cúc họ Hương á thì rất là đẹp, từ 20 đến 40 cánh luôn á quý cô chú anh chị. Và được cái là cái hoa của nó rất là lâu tàn luôn nha. Có nghĩa là khi cái hoa thì nó sẽ không có bị rụng cánh, nó sẽ đeo cái cánh của nó. Hoa nó rất là đẹp, nó không có bị rụng cánh và nó đeo cánh thì từ là 6 cho đến 10 ngày luôn. Hoa nó rất là đẹp và đặc biệt nó có hương thơm rất là ngào ngạt. Ở đây có một cái hoa búp đang chuẩn bị nở nè, nó rất là đẹp, rất là xinh luôn á quý cô chú anh chị. Một cây như vậy thì có giá là 800.000, thì 5 cây thì con sẽ bao phí vận chuyển. Ủa, một cây là có giá 800.000, thì một cây là con đã bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị rồi. Thì cái cây này có cái gốc nó rất là đẹp luôn nha, nó có dạng như hình thú đang nằm vậy đó. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình, cho con địa chỉ ấp xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với con nhé. Hoa rất là đẹp luôn á quý cô chú anh chị.